Sẽ gần cho mấy bạn nhìn thấy nè. Ngon chưa? Mấy bạn nếu mà thích thì cùng vào bếp với mình khuyên làm món này nha mấy bạn. Đây là món phở gà Nam Bắc luôn. Hôm trước có mấy bạn hỏi mình khuyên chia sẻ cái cách nấu phở gà, thì hôm nay nhà mình ăn phở. Bạn nào có gà ta thì nấu gà ta, nhưng mà không có thì mình thay bằng cái con gà giúp mình hun nè, là cái con gà người ta để dành nấu súp. Thì mình mua đông lá, nhưng mà mấy bạn mua gà tươi để có bán, nhưng mà cái con gà đó mình khuyên cũng có nấu rồi mà cái thịt ăn nó sát lắm, nên mình đã nấu qua nhiều rồi, mình quay trở lại trung thành với cái con gà này. Ở đây nó có nhiều mỡ nè, các bạn cắt bỏ nó đi, tại vì mình nấu một chút xíu nó sẽ ra mỡ nhiều. Ở cái đuôi gà mình cắt, mình bỏ cái cục này đi, cái cục dầu ở đây nè mấy bạn, nó hôi lắm, bỏ đi luôn nha mấy bạn. Hôm trước sau khi mình làm món gà thì có bạn yêu cầu là mình khuyên chia sẻ cái cách mà rửa gà. Bạn sẽ cho 2 3 thìa cà phê muối vô, cho một muỗng canh giấm vô, một hoặc 2 muỗng canh nha mấy bạn. Giấm nó sẽ khử mồ hôi của gà cũng như là nó khử mồ hôi của cá. Cá rửa bằng giấm và muối nó sẽ không còn tanh, và gà cũng vậy. Và khi bạn rửa bằng giấm á, thì cái da gà nó sẽ trắng. Bạn rửa bằng nước nóng nha, thì cái mỡ gà nó sẽ không còn bám ở trên đây nè, thì nó sẽ sạch, nó sẽ trôi sạch đi những cái dơ mấy bạn. Mình nhổ sạch những cái lông tơ ở trên gà luôn nè, cho vào cái thau như vậy nè để mình rửa nó sạch mấy bạn. Với lại mình cho vô thau thì mình sẽ dùng một lượng ít nước muối và giấm. Rồi gà nó trắng sạch, mình xả lại một lần hai lần nước nữa cho sạch nha mấy bạn. Bạn lưu ý là mình dùng nước nóng để cho gà nó trôi đi những cái mỡ và nó sạch. Nước nóng từ vòi hoặc là nếu không có thì mấy bạn có thể nấu nước cho nó nóng. Cắt bỏ mỡ đi bớt. Gà xong rồi, mấy bạn nhìn thấy nè, nó trắng sạch nè mấy bạn ha. Mình rửa như vậy nó khử được mùi hôi. Để nấu được 8 tô phở, bạn cho vào nồi 3 lít rưỡi nước. Bạn đun cho nước nó ấm lên khoảng 60 độ C. Bây giờ bạn nhìn thấy cái nồi nó hơi có hơi nước vô mấy bạn. Làm khi mình bỏ tay vô, mình nóng quá, mình lấy cái ra là lúc đó là 60 độ C. Bỏ vô còn được đó mấy bạn, chứ còn mà bỏ vô mà phỏng luôn là nước sôi. Bây giờ mấy bạn sẽ lấy một muỗng canh vung muối nha mấy bạn, cho vào đây. Nấu cho sôi, hớt bọt. Mình sẽ vớt bọt bỏ đi nè, để cho trong cái nước dùng gà của mình đó, cái nước súp phở nó, gà nó phải trong mấy bạn. Có bạn ngại nấu bằng nồi áp suất á, cái nước nó đục, nhưng mà không phải vậy đâu. Mình nấu sôi xong rồi mình vớt bọt mấy bạn, sạch xong rồi mình mới đậy nắp. Rồi sau khi mình vớt bọt xong, mấy bạn sẽ cắt làm hai cái củ hành tây cho vô, cái hành tây nướng hoặc hành tím nướng nè mấy bạn. Bây giờ mình cho vô đây, ngay cả gừng luôn mình cho vô, chờ bọt nổi lên nữa mình vớt cho hết bọt. Nước nó sôi lên thì mình sẽ vớt từ từ bọt ra. Cái giai đoạn này mình làm hơi kỹ một chút thì cái nước súp mình nó sẽ ngon mấy bạn. Mấy bạn lật gà lại, lật con gà lại để cho cái bọt nó trồi lên đó, nó trồi lên hết thì để mình vớt cho nó sạch bọt nè. Với những bạn đã nấu nhiều lần rồi thì mấy bạn sẽ biết. Còn có nhiều bạn hôm nay mình khuyên chia sẻ cho những bạn mới bắt đầu nấu, tập nấu á mấy bạn. Mấy hôm nay cũng có nhiều bạn yêu cầu mình khuyên chia sẻ từ đầu luôn, từ rửa gà cho đến nấu phở. Lưu ý không có để lửa mạnh quá, nếu mà lửa mạnh quá nó sẽ nhào cái bọt này, nó làm cho cái nước súp của mình nó đục nha mấy bạn. Mình nấu món nào cũng vậy hết á, đến cái giai đoạn mà nó sôi thì mấy bạn nên để lửa nhỏ để mình lấy được hết bọt ở trên đây ra. Nếu bạn nào có cái đồ vớt bọt á, thì mấy bạn lấy vớt thì nó tiện hơn,
Nhưng mà thường Vịnh Quyên cũng dùng cái vá này, tại vì cái này nhiều bạn ở nhà mình có mấy bạn hết. Rồi bây giờ mấy bạn nhìn vào trong nồi, sau khi mình đã vớt sạch hết bọt rồi thì mình sẽ đậy nắp lại nha. Bạn sẽ luộc trong vòng 20 phút. Đầu tiên mấy bạn đậy nắp lại và mình đợi khi cái van áp suất nó nâng lên, thì lúc đó áp suất trong nồi nó đạt. Thì tùy theo cái nồi của mình, mấy bạn sẽ nấu trong vòng 10 phút. Bây giờ thì mấy bạn chuẩn bị gia vị để mà nấu phở đây. Mấy bạn sẽ lấy một muỗng cà phê hạt ngò coriander, mấy bạn hạt ngò đó. Mấy bạn sẽ cho vào hai cái hoa hồi, một cái thảo quả cardamom, mấy bạn 7 cái đinh hương hay là clover, một nhánh quế nhỏ. Đây là gia vị nấu phở của mình. Bây giờ mấy bạn có chảo thì rang lên, còn có nồi Philips thì cho vào nướng hoặc là cho vào lò nướng nha mấy bạn, không cho vào lò vi ba nha mấy bạn. Đây là một dĩa đầy đủ mấy bạn, sẽ gồm có hành lá cắt nhỏ, hành cọng hành để mấy bạn trần qua ăn, hành trần và hành tây bào. Mấy bạn lưu ý mình sẽ bào cho nó mỏng mỏng sao cho mấy bạn nhìn nó xuyên qua được á, tại vì một chút xíu nữa mình sẽ không có cho vào nấu mà mình sẽ cho thẳng vào tô, mình múc vào luôn, ăn nó sẽ rất là ngon mấy bạn. Mà để mà ăn đúng thì mấy bạn phải ăn với rau răm, nhưng mà tại vì nhà mình không có nên mình dùng tạm lá quế nha mấy bạn. Rồi bây giờ sau khi van an toàn đã bật xuống rồi mấy bạn, mình mở nắp được rồi. Các bạn lưu ý sau khi cái van an toàn nó bật xuống thì mấy bạn sẽ chờ khoảng 5 phút, rồi mình sẽ lấy đũa mình xuyên qua coi mềm chưa, và đúng là mềm mấy bạn, tại vì mình đã nấu nhiều lần rồi. Bây giờ mấy bạn sẽ lấy gà ra và mình đi dội qua cái nước nước lạnh nha mấy bạn, nước sôi để nguội đó mấy bạn. Bây giờ mấy bạn nhìn thấy không, cái hơi nước nó vẫn còn bốc lên, và nhờ cái hơi nước này nè thì gà nó sẽ khô cái da và nó giòn cái da nha mấy bạn. Lưu ý là chỉ dội nước qua da gà mà mình không dội bụng gà nha. Mình sẽ nấu tiếp nồi nước nè mấy bạn. Thì đây là cái đồ để nấu phở, bạn nào ở Đức thì ra tiệm Kick mua nha. Cái này nó để nấu gewürztraminer, nó bỏ vô, người Tây họ dùng để bỏ gia vị vô nồi nấu như mình đó. Thì mình sẽ cho hết gia vị vào đây. Cái này hôm trước mình khuyên mua 1 đồng 59. Mấy bạn bóp như vậy nè, bóp như vậy nè mấy bạn. Đây, mấy bạn bóp như vậy xong mấy bạn kẹp lại, chống cái gì hết á, nó kín nè mấy bạn, nó kín cái đồng này nè. Thì một chút xíu nữa mình nó lấy hết cái nước gia vị trong đây ra, mình dễ lấy cái da cái những cái xác này ra và như vậy bỏ vào nồi nước. Thì bạn sẽ đậy nắp lại nấu cho nó sôi, xong mình tắt lửa. Mình để đó khoảng 5 phút cho cái hạt nó ra hết rồi mình nêm nha mấy bạn. Bây giờ gia vị nêm phở sẽ là muối, đường và hạt nêm. Bạn sẽ dùng nửa muỗng canh muối hoặc là một muỗng cà phê mấy bạn. Hạt nêm, một muỗng canh vung. Đây là đường, 2 tablespoon đường. Với cái nồi nước bây giờ nó là 4 lít rưỡi nha mấy bạn. Giờ thì bạn sẽ cắt thịt gà ra và cho vào dĩa. Để một chút xíu mình cho ra tô nha. Bạn nào không có kéo thì có thể chặt bằng dao, nhưng mà chặt bằng dao nó sẽ văng lắm mấy bạn. Đầu tiên mấy bạn cắt hai cái đùi gà ra nè. Người Nam thường ăn gà xé, còn người Bắc thì ăn gà chặt. Thì với món phở này mấy bạn ăn gà chặt nha. Rồi đây, gà mình vừa cắt xong mấy bạn. Đây là gà súp cho nên nó không có được vàng như là gà ở Việt Nam mấy bạn ơi. Đó, mấy bạn thấy ngon chưa? Bây giờ mình múc vô tô nè. Mình đã có sẵn hết rồi, tất cả rồi. Bây giờ mình sẽ múc vào tô phở gà nha mấy bạn. Bạn nào thích thì vào bếp làm cùng với Bình Khuyên nha. Bây giờ mình nấu phở nha mấy bạn. Để mà nấu một tô phở thơm ngon, mình sẽ cần hai nồi nước. Đây là một cái nồi để mình trụng cái tô,
Và đây là một cái nồi để mình trụng bánh phở nha mấy bạn. Mấy bạn nấu hai nồi nước, mấy bạn sẽ cho tô vào trụng cho nó nóng tô nè mấy bạn. Và ở bên đây mình sẽ có phở luôn, mình cho phở vào luôn mấy bạn. Rồi mình sẽ mang qua bên đây. Bạn sẽ cho hành vào, hành trần vào trong nồi phở của mình. Xếp mấy miếng gà vô nha. Tùy mình thích ăn nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít ha. Rồi ở trên mình sẽ bỏ một chút xíu hành tây, hành lá. Đây là tô phở Bắc. Vì là phở Bắc mình sẽ không cho giá. Úp vào nè. Hành trần, hành trần là mình bỏ vô mình luộc đó mấy bạn. Rồi xong rồi, mình sẽ để cho mấy bạn coi đây. Đây mấy bạn, đây là tô phở gà của mình nấu theo kiểu Bắc đó. Giờ thì bạn sẽ cho vào tương ớt, tương đen nha mấy bạn. Tùy mình ăn, thích ăn có nhiều tương thì mấy bạn bỏ nhiều tương ớt hoặc là tương đen, tùy cái lượng mình nha mấy bạn. Rồi bây giờ thì mời mấy bạn nha, tô phở thật là ngon, thật là nóng hổi luôn. Rồi mình mời mấy bạn nha, phở gà theo kiểu Bắc. Và tiếp theo đây là phở gà theo kiểu Nam nha mấy bạn. Mấy bạn cũng sẽ nấu phở, sợi phở. Bạn lấy một cái tô làm cho nó nóng, nấu cho tô nóng nha mấy bạn. Đây là phở theo kiểu Nam, vì làm theo kiểu Nam nên mấy bạn sẽ có giá. Mấy bạn sẽ cho một chút giá vào trong đây, giá mình tự trồng luôn mấy bạn. Sau khi tô thật nóng mấy bạn cho giá vô nè, phở luôn. Mấy bạn nhớ lưu ý một điều, khi mà mình trộn phở để cho nó đậm đà đó, mấy bạn nên cho vào một chút muối trong cái nước trộn phở nha. Hành tây, hành tây bào nhuyễn nha. Lưu ý mấy bạn, món này mình nên dùng với rau răm. Rồi mấy bạn sẽ xếp gà lên, tùy mình thích bao nhiêu thì mấy bạn sẽ xếp lên nè. Xếp nhiều đi cho nó ngon. Rồi mình sẽ cho vào đây hành lá. Hành lá tùy mình, hành lá thì người Nam không có ăn nhiều hành lá như người Bắc, vì có giá thì người ta không có ăn nhiều hành lá. Đó, xong rồi. Tô thật là nóng luôn. Để xuống luôn, trời nóng quá, ngon quá. Bây giờ bạn sẽ cho vào đây tiêu nha. Mấy bạn tùy mấy bạn thích ăn tiêu nhiều thì cho nhiều. Rồi bạn sẽ cho vào đây tương ớt. Bạn thích ăn tương ớt bao nhiêu thì cho tương ớt mấy bạn nha. Tương hồi, cái này tùy theo mình thích ăn nhiều thì cho nhiều. Rồi tô phở của mình ngon quá, thơm quá luôn á mấy bạn. Rồi đây mình sẽ để gần cho mấy bạn nhìn thấy tô phở nè. Ngon chưa? Mấy bạn nếu mà thích thì vào cùng vào bếp với mình khuyên làm món này nha mấy bạn. Đây là món phở gà Nam Bắc luôn. Rồi xin chào mấy bạn nha. Hẹn gặp lại ở video kế tiếp mấy bạn hen.